Đây là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Đây là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Hội đồng Nhân dân xã Phú Sơn và Hội đồng Nhân dân xã Tùng Lâm tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021. Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân huyện do đồng chí Hoàng Khắc Đạo, trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện, đi thắp hương và động viên chia buồn với hai gia đình có con bị chết đuối tại xã Hải Lĩnh và Ninh Hải. Tĩnh Gia đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ mùa, vụ hè thu. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016. Bản tin an toàn giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện ta từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 7 tháng 7. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 6 tháng 7, Hội Nông dân huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, các thành viên trong Ban chấp hành hội và Chủ tịch Hội Nông dân 34 xã thị trấn. Đồng chí Lê Ngọc Ngân, huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2016, Hội Nông dân huyện đã tập trung củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tạo điều kiện để cán bộ hội viên yên tâm phấn khởi, hăng hái tham gia lao động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, các cấp hội đã phối hợp với các ngành liên quan, tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, chế biến, nuôi trồng thủy hải sản, được 511 lớp, với 9.240 lượt người tham gia, ký kết với các công ty phân bón để mua phân bón chậm trả cho bà con nông dân. Đồng thời, các cấp hội trong toàn huyện đã tập trung đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phong trào nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới, tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị 6 tháng cuối năm 2016, Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tập trung là tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thi đua khen thưởng, tổ chức có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cây con giống mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất chăn nuôi, đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 3 phong trào của hội: thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới và phong trào nông dân đảm bảo quốc phòng an ninh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 7, Hội đồng Nhân dân xã Phú Sơn khóa 9 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự có đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, Trung tá Trịnh Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Công an huyện và đại diện các ban ngành liên quan cấp huyện. Ông Nguyễn Khắc Hường, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phú Sơn khóa 8 khai mạc kỳ họp. Tại kỳ họp, ông Nguyễn Quý Do, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Phú Sơn đã báo cáo kết quả bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và báo cáo xác nhận tư cách của 24 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Phú Sơn khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021.
Theo đó, tại cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào ngày 22 tháng 5 vừa qua, Phú Sơn có 7 đơn vị bầu cử, trong đó tổng số đại biểu trong danh sách bầu cử Hội đồng Nhân dân xã là 42 người, số đại biểu được bầu là 26 đại biểu. Kết quả đã bầu được 24 đại biểu, thiếu 2 đại biểu, tổng số cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,97%. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự, bỏ phiếu, bầu và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng Phó Ban Pháp chế, Trưởng Phó Ban Kinh tế Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, ông Đỗ Đức Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân khóa 8, trúng cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phú Sơn. Ông Nguyễn Khắc Vinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kiêm Văn phòng Đảng ủy, trúng cử Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Ông Nguyễn Quý Do, tái cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Ông Nguyễn Văn Quý, tái cử Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Sơn. Các đại biểu trúng cử đều đạt phiếu tín nhiệm 100%. Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân xã Phú Sơn khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp. Ngày 5 tháng 7, xã Tùng Lâm đã tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân xã khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự có ông Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy và đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện. Ông Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã khóa 18 khai mạc kỳ họp. Thay mặt Hội đồng Nhân dân xã Tùng Lâm khóa 18, ông Nguyễn Hữu Đại, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân đã thông qua nội dung chương trình kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân xã Tùng Lâm khóa 19 và ông Nguyễn Khắc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử đã thông báo kết quả tổng kết cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và xác nhận tư cách của 24 đại biểu trúng cử Hội đồng Nhân dân xã. Tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân xã Tùng Lâm khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã dân chủ và thống nhất cao để bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân, Ban Kinh tế Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Theo đó, ông Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã khóa 18, tiếp tục trúng cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân khóa 19. Ông Nguyễn Hữu Đại, đắc cử Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân khóa 19. Ông Lê Ngọc Thuyết, Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ, trúng cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã và ông Nguyễn Khắc Anh, trúng cử Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Các đại biểu đều trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Ngày 4 tháng 7, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân huyện do đồng chí Hoàng Khắc Đạo, Trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện đã đi thắp hương và động viên chia buồn với hai gia đình có con bị chết đuối tại hai xã Hải Lĩnh và Ninh Hải. Cùng đi có lãnh đạo Hội chữ thập đỏ và Phòng Giáo dục Đào tạo huyện. Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 3 tháng 7, em Trần Tĩnh Lâm, 13 tuổi, thôn 4 xã Hải Lĩnh và em Lê Minh Quân, thôn Văn Sơn xã Ninh Hải đi tắm tại bãi biển Hải Lĩnh và bị đuối nước. Theo thông tin từ những người dân tham gia cứu nạn thì các em tắm vào lúc thủy triều đang lên, lại vào vòng xoáy nước nên khi được phát hiện đã quá muộn. Được biết em Trần Tĩnh Lâm vào đầu năm học mới sẽ lên lớp 7 trường trung học cơ sở Hải Lĩnh. Còn em Lê Minh Quân đang chuẩn bị bước vào lớp 6 trường trung học cơ sở Ninh Hải. Hai em Lâm và Quân còn là con cô con dì. Chia sẻ nỗi đau mất mát quá lớn với gia đình hai em, các đồng chí trong đoàn công tác của huyện đã thắp hương, thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống. Được biết, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn huyện ta đã có 10 trường hợp bị chết đuối. Thực trạng đó là hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh trong dịp hè cần phải quan tâm, kiểm soát con em mình, nhất là trong tắm sông, tắm biển vào mùa nắng nóng. Đồng thời các cấp ủy chính quyền địa phương cần phải cắm biển báo tại những khu vực nguy hiểm trên các hồ, sông, suối và biển. Ngày
Ngày 5 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hải Hà đã tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm nhiệm kỳ 2016, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. 6 tháng đầu năm 2016, được sự quan tâm hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hải Hà đã thực hiện tốt các cuộc vận động như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, ngày vì người nghèo và người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc xã Hải Hà cũng đã vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ với tổng số tiền vay là 17 tỷ 300 triệu đồng, tạo điều kiện cho 667 hội viên vay để phát triển kinh tế. Thực hiện cuộc vận động Ngày vì người nghèo, Mặt trận Tổ quốc xã đã vận động công đoàn, nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn cùng huyện ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện quyên góp được 240 suất quà với trị giá hơn 72 triệu đồng trao cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã. Công tác hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các tổ chức thành viên, Ban Công tác Mặt trận 9 thôn đã làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình, đặc biệt là trong việc tổ chức tốt các hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã và làm tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hải Hà tiếp tục tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh công tác hoạt động tương thân tương ái, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, làm tốt công tác dân vận, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2016 trên địa bàn xã. Vụ hè thu vụ mùa 2016, huyện Tĩnh Gia có kế hoạch gieo trồng gần 10.000 ha cây trồng các loại. Trong đó, diện tích lúa mùa là 6.000 ha, số diện tích còn lại là cây trồng vụ hè thu. Tuy nhiên, thời gian qua, trên địa bàn huyện xảy ra tình trạng nắng nóng kéo dài, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Đến cuối tháng 6 và đầu tháng 7, trên địa bàn huyện đã có mưa, cùng với nguồn nước chủ động được từ các hồ đập đã tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Tranh thủ có nước, cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở đã chỉ đạo động viên bà con nông dân trên địa bàn huyện đã khẩn trương xuống đồng làm đất và gieo trồng vụ thu vụ mùa. Tính đến ngày 7 tháng 7, toàn huyện đã gieo cấy được trên 6.000 ha cây trồng các loại, trong đó lúa là 4.500 ha. Để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, hiện nay huyện đang chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu chi nhánh Tĩnh Gia tăng cường kiểm tra, đánh giá nguồn nước ở các hồ đập và căn cứ vào tình hình thực tế của từng xã để điều tiết nước hợp lý, nhất là các xã cuối nguồn, và sử dụng máy bơm có công suất lớn, bơm nước ở các kênh mương vào đồng ruộng để nhân dân có nước gieo trồng số diện tích còn lại theo đúng lịch nông vụ. Huyện cũng đã chỉ đạo các xã tranh thủ lấy nước từ các hồ chứa, kênh mương có khả năng cung cấp được để tưới cho số diện tích lúa đã cấy, không để cây trồng bị chết do thiếu nước. Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm 2016, ngư dân xã Hải Hà đã khai thác, đánh bắt được 1.440 tấn hải sản các loại, đạt 57,6% kế hoạch cả năm, trong đó tôm 163 tấn, mực 1,5 tấn, sò 770 tấn, moi 490 tấn. Hiện xã Hải Hà có 282 tàu, thuyền đang vươn khơi đánh bắt hải sản, trong đó tàu có công suất từ 20 CV đến 85 CV là 158 chiếc. Để phấn đấu vượt sản lượng hải sản đề ra trong năm 2016, hiện chính quyền địa phương đang động viên bà con ngư dân cải hoán, đóng mới tàu thuyền có công suất lớn để vươn khơi xa, bám biển dài ngày, khai thác được nhiều nguồn thủy hải sản có giá trị kinh tế cao.
Thưa quý vị và các bạn, Đình Hải là xã thuộc vùng bán sơn địa. Toàn bộ dân cư và diện tích đất canh tác của địa phương đều nằm phía hạ lưu hệ thống hồ Hao Hao, đập Đồng Cấm, đập Khe Răm và chân núi nên thường bị ngập úng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất. Vì vậy, công tác phòng chống lụt bão của xã Đình Hải được chính quyền địa phương xem là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Ban phòng chống lụt bão huyện, từ đầu tháng 5, Ủy ban nhân dân xã Đình Hải đã xây dựng phương án phòng chống lụt bão và tiến hành triển khai quyết liệt đồng bộ đến từng thôn xóm, tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, đê đập, đánh giá khả năng chịu đựng của các công trình trước khi mùa mưa lũ đến, nhất là tại các hồ đập, trường học, trạm y tế và công sở Ủy ban nhân dân xã. Kiểm tra phương tiện, vật tư dự trữ cũng như công tác tổ chức hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ. Trong đó, Đảng bộ và chính quyền xã Đình Hải đặc biệt chủ động về phương án di dân vùng trũng thấp khi mưa lũ lớn đến nơi an toàn. Bên cạnh việc triển khai đồng bộ quyết liệt phương án phòng chống lụt bão năm 2016, Ủy ban nhân dân xã Đình Hải đã kiện toàn ban chỉ đạo, phân thành 5 cụm tuần tra canh gác và sẵn sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra. Giao chỉ tiêu về nhân lực, vật tư cho từng thôn, từng đơn vị gắn với trách nhiệm của từng cá nhân, người đứng đầu, chủ động sẵn sàng tham gia lực lượng phòng chống lụt bão khi có lệnh điều động của cấp trên, hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại về người tài sản của nhân dân khi mùa mưa bão xảy ra. Đồng chí Nguyễn Văn Thơ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đình Hải cho biết. Để thực hiện cái công tác phòng chống lụt bão của huyện thì đối với địa phương xã Đình Hải chúng tôi cũng đã như vậy là họp cái ban chỉ đạo, thành lập các cái ban để phân công cho từng các cái thành viên chuẩn bị các cái vật tư tàng trữ để chuẩn bị cho phòng chống lụt bão như đất, đá, cát. Thì thực hiện cái chỉ thị của huyện thì hiện nay thì chúng tôi cơ bản đã đầy đủ các cái vật tư tàng trữ gọi là để phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão. Thưa quý vị và các bạn, Hải Thượng là địa phương nằm trong khu kinh tế Nghi Sơn, có hai hồ đập lớn, có sông Yên Hòa đi qua và nhiều thôn nằm ở ven biển. Nên trong những năm qua, công tác phòng chống lụt bão luôn được chính quyền địa phương quan tâm, qua đó đã góp phần giảm thiểu những thiệt hại mỗi khi có thiên tai xảy ra. Để đảm bảo tuyệt đối về an toàn tính mạng và cho người dân trong mùa mưa bão năm 2016, xã Hải Thượng đã thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã về pháp lệnh đê điều, pháp lệnh phòng chống lụt bão, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống lụt bão cho người dân ở các thôn trên địa bàn biết thực hiện. Tổ chức nạo vét các tuyến mương xả lũ trong khu dân cư, đảm bảo chống ngập úng trong mùa mưa bão. Cùng với phương án phòng chống lụt bão, xã cũng đã triển khai phương án sơ tán di dời nhân dân ở các thôn ven biển, các thôn ở gần hồ Đồng Chùa, hồ Khe Ải, khu vực trọng yếu đến địa điểm an toàn khi xảy ra bão lũ. Đến nay, các vật tư như đá hộc, giỏ tre, bao tải, phên nứa cũng đã được xã chuẩn bị đầy đủ theo quy định. Từ đó, sẽ góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn. Vận dụng sáng tạo nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy đảng chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị là nhân tố quan trọng để thị trấn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong 6 tháng đầu năm 2016, đặc biệt là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực, kinh doanh dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp phát triển khá, sản xuất nông nghiệp chăn nuôi ổn định. Hiện nay trên địa bàn thị trấn có 172 cơ sở sản xuất gồm các ngành nghề may mặc, vàng bạc, thủ công mỹ nghệ, gò hàn, nhôm kính, in phun quảng cáo với các mặt hàng ngày càng phong phú đa dạng, đáp ứng hiệu quả cho nhu cầu người tiêu dùng. Tổng thu nhập của kinh tế tiểu thủ công nghiệp trong 6 tháng đầu năm là 40,5 tỷ đồng, bằng 54,5% kế hoạch. Với vị trí là trung tâm kinh tế chính trị của huyện, nên hoạt động thương mại dịch vụ của thị trấn đã góp phần quan trọng thay đổi diện mạo và kích cầu kinh tế trên địa bàn với 1.254 cơ sở, trong đó 971 cơ sở kinh doanh trong chợ còng,
283 cơ sở kinh doanh tại hộ gia đình, 62 hộ kinh doanh vận tải, 64 trên 85 công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động có hiệu quả. Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ mở rộng quy mô như nhà hàng, khách sạn, đại lý bánh kẹo, quần áo, xe máy, điện tử, điện lạnh, lương thực thực phẩm với tổng thu nhập là 54,5 tỷ đồng, đạt 51,6% kế hoạch. Mặc dù chợ Còng đang nằm trong giai đoạn thực hiện các quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh khai thác, nhưng Đảng ủy chính quyền thị trấn luôn quan tâm đến công tác quản lý kinh doanh của chợ, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, kiểm tra giám sát nhằm phát hiện xử lý kịp thời tình trạng buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người tiêu dùng. Công tác địa chính xây dựng được tăng cường phối hợp và giám sát theo quy hoạch của đô thị trung tâm. Hoàn thành thi công hạ tầng kỹ thuật tại khu dân cư Đồng Chợ và tổ chức đấu giá đất được 58 trên 82 vị trí. Hoàn thiện các hạng mục công trình như cải tạo khuôn viên trường tiểu học, trường trung học cơ sở thị trấn, nhà làm việc 2 tầng của công sở, tuyến đường liên khu, nhà văn hóa tiểu khu 1, hệ thống cống rãnh thoát nước để đưa vào sử dụng. Phát triển kinh tế gắn liền với phát triển văn hóa xã hội là phương châm trong công tác chỉ đạo điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể của thị trấn. Trong đó đặc biệt chú trọng đến việc đầu tư đúng mức về cơ sở vật chất cho các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, từng bước hoàn thiện các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương đất nước. Chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn thị trấn được giữ vững ổn định. Triển khai và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị định xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, góp phần ngăn ngừa đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Nói về phương hướng giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, đồng chí Mai Huy Đại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn cho biết. Chuyển sang thực hiện nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2016, Đảng ủy và Ủy ban nhân dân thị trấn tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể đó là về lĩnh vực kinh tế. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu ngân sách cho năm 2016, phối hợp tổ chức đấu giá hoàn chỉnh khu quy hoạch Đồng Chợ tiểu khu 6, đôn đốc các hộ trúng đấu giá nộp tiền vào ngân sách nhà nước, rà soát xác định một số vị trí kinh doanh trong chợ đã hết hạn, mặc dù đang trong giai đoạn thực hiện công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ, nhưng để tận thu cho ngân sách nhà nước. Đối với sản xuất nông nghiệp, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân khắc phục tình trạng hạn hán, chuyển đổi mô hình sản xuất các loại cây con có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện sản xuất chăn nuôi trên địa bàn thị trấn, tăng cường phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, tổ chức khơi thông dòng chảy đảm bảo thoát nước cho mùa mưa trong dịp tới. Về kinh doanh dịch vụ, tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh các bước để tiến hành chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ Còng, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để khuyến khích đầu tư kinh doanh vào địa bàn thị trấn. Đối với công tác văn hóa xã hội, quản lý chặt chẽ các cháu học sinh từ các trường về nghỉ hè, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh cho các cháu thanh thiếu niên trong dịp hè. Tiếp tục tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội. Tổ chức gặp gỡ động viên các gia đình chính sách, những người có công nhân dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Phát động các phong trào hướng tới kỷ niệm 19 tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Về quốc phòng an ninh, tập trung tổ chức rà soát lực lượng thanh niên trong độ tuổi chuẩn bị tham gia nghĩa vụ quân sự, đảm bảo kế hoạch cho tuyển quân năm 2017. Tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn, cố gắng kiềm chế tối đa các vụ vi phạm về an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông.
Trong những ngày qua, từ mùng 3 đến ngày mùng 7 tháng 7, đội cảnh sát giao thông công an huyện tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và lập biên bản 78 trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt hành chính 72 trường hợp, nộp thu ngân sách nhà nước 42 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 1 tháng 3 trường hợp. Các lỗi vi phạm là người điều khiển phương tiện xe mô tô, xe gắn máy chạy quá tốc độ cho phép, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đi không đúng làn đường, phần đường và chở quá số người quy định. Những ngày qua, trên địa bàn toàn huyện đã xảy ra một vụ va chạm giao thông thuộc địa phận thị trấn Tĩnh Gia. Hậu quả, người điều khiển xe mô tô bị thương nhẹ và phương tiện bị hư hỏng. Nguyên nhân vụ tai nạn là do người điều khiển xe mô tô không làm chủ tốc độ. Công văn của huyện ủy Tĩnh Gia về việc sơ kết 8 năm thực hiện đề án 375 và chỉ thị số 10 CTUBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh giai đoạn 2008-2016, kính gửi các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Trong 8 năm, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 10 CTUBND ngày 19 tháng 3 năm 2008, đề án 375 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về xây dựng mô hình khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, đạt nhiều kết quả tốt. Quá trình thực hiện tiếp tục khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và thực tế của địa phương, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia, đón nhận một cách tự nguyện nên đã phát huy tác dụng thiết thực trong công tác phòng ngừa tội phạm và các vi phạm pháp luật, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm chuyển biến tình hình an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện. Nhằm đánh giá những kết quả đạt được, tìm ra nguyên nhân hạn chế, rút được những bài học kinh nghiệm, cách làm sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể trong triển khai thực hiện đề án 375 và chỉ thị số 10 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tập trung lãnh đạo thực hiện một số nội dung sau. 1. Chỉ đạo sơ kết 8 năm thực hiện đề án 375 và chỉ thị số 10 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự giai đoạn 2008-2016. Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Tĩnh Gia, đảm bảo chất lượng, thời gian quy định. 2. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhận thức sâu sắc, đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng mô hình, khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, để mọi người, mọi nhà, mọi cơ quan, đơn vị, tích cực, tự giác tham gia thực hiện. 3. Tiếp tục phát động sâu rộng cuộc vận động vì bình yên cuộc sống, từng người, từng nhà, từng cơ quan đơn vị hãy làm nhiều việc tốt về an ninh trật tự. Trọng tâm là tổ chức tốt việc đăng ký, cam kết làm nhiều việc tốt về an ninh trật tự, tạo thành phong trào rộng khắp, thu hút các gia đình, dòng họ, thôn, tiểu khu, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, tổ chức đoàn thể tham gia thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. 4. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả thông tư số 23 TTBCA ngày 27 tháng 2 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, nhằm chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. 5. Các cấp ủy chính quyền và lực lượng chức năng phải chủ động tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở, không để nảy sinh phức tạp trở thành điểm nóng, không để các vụ việc đột xuất bất ngờ xảy ra, phục vụ có hiệu quả phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện nói chung và phục vụ cho thi công xây dựng các công trình kinh tế quan trọng trong khu kinh tế Nghi Sơn nói riêng. 6. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện, cần chú trọng đến công tác củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo An ninh Trật tự xã, thị trấn,
tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ an ninh xã hội. 7. Ban Thường vụ Huyện ủy giao cho Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Đảng ủy, Công an huyện tiến hành kiểm tra các đơn vị trong việc triển khai thực hiện ở cơ sở. Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả về Văn phòng Huyện ủy để tập hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo. Thay mặt Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Phạm Văn Ninh. Công văn của Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia về việc chấn chỉnh việc thông tin sai lệch về chương trình viễn thông công ích trên địa bàn huyện Tĩnh Gia. Kính gửi các doanh nghiệp viễn thông, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, thực hiện công văn số 792/STTTT-QLVT ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa về việc chấn chỉnh việc thông tin sai lệch về chương trình viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn huyện đã nhận được một số phản ánh của người dân về tình trạng có doanh nghiệp viễn thông đang thông tin, tuyên truyền về việc phải sử dụng dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp đó thì mới được hỗ trợ từ chương trình viễn thông công ích. Đây là thông tin sai lệch về chính sách viễn thông công ích, cạnh tranh không lành mạnh nhằm mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Chính sách viễn thông công ích của nhà nước có mục tiêu phổ cập dịch vụ viễn thông công ích, đảm bảo quyền truy nhập bình đẳng, hợp lý cho mọi người dân, đồng thời công bằng đối với mọi doanh nghiệp viễn thông tham gia cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. Tất cả các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn đều có quyền tham gia, triển khai cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến mọi tổ chức và người dân. Vì vậy, để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của chương trình viễn thông công ích, công bằng đối với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện trong quá trình cung cấp các dịch vụ viễn thông công ích, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Đài Truyền thanh Truyền hình huyện, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Đài Truyền thanh Truyền hình huyện thông tin tuyên truyền rộng rãi những chính sách của nhà nước trong việc hỗ trợ kinh phí sử dụng viễn thông công ích từ Quỹ Viễn thông Công ích Quốc gia trên hệ thống Đài Truyền thanh Truyền hình huyện đến các tổ chức cá nhân trên địa bàn biết để thực hiện với những nội dung sau. Đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, mỗi hộ được hỗ trợ cước thuê bao tháng cho một thuê bao sử dụng dịch vụ điện thoại cố định trả sau hoặc điện thoại di động trả sau của một doanh nghiệp viễn thông bất kỳ, mức giá cước thuê bao tháng sau khi được hỗ trợ như sau. Giá cước thuê bao điện thoại cố định trả sau là 0 đồng trên tháng trên thuê bao. Khung giá thuê bao điện thoại di động trả sau từ 15.000 đồng trên tháng trên thuê bao đến 25.000 đồng trên tháng trên thuê bao. Đối với các trường học, trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng và đại học, bệnh viện chuyên khoa đa khoa của cấp huyện, của tư nhân và Ủy ban nhân dân cấp xã khi sử dụng gói dịch vụ truy nhập Internet băng thông rộng cố định trả sau 4MB, 12MB, 32MB, 45MB theo quy định tài khoản 4 điều 12 thông tư số 09/2016/TT-BTT-TT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông của bất kể doanh nghiệp viễn thông nào thì được hưởng mức hỗ trợ từ viễn thông công ích theo quy định tài khoản 4 điều 12 thông tư số 09/2016/TT-BTT-TT. 2. Các doanh nghiệp viễn thông chỉ đạo cán bộ, công nhân viên của đơn vị trong quá trình hướng dẫn đối tượng thụ được hưởng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các trường học, bệnh viện, Ủy ban dân cấp xã đăng ký hưởng hỗ trợ dịch vụ từ Quỹ Viễn thông Công ích phải đảm bảo thông tin đầy đủ, đúng nội dung, ý nghĩa và mục đích của chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. Nghiêm cấm việc các doanh nghiệp thông tin sai lệch nhằm lôi kéo khách hàng từ các doanh nghiệp khác. 3. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn chỉ đạo cán bộ đài truyền thanh tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ chính sách của nhà nước trong việc hỗ trợ kinh phí sử dụng viễn thông công ích, thông báo trên hệ thống đài truyền thanh xã thị trấn để mọi tầng lớp nhân dân được biết và thực hiện cụ thể các nội dung sau. Đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, mỗi hộ được hỗ trợ cước thuê bao tháng cho một thuê bao sử dụng dịch vụ điện thoại cố định trả sau hoặc điện thoại di động trả sau của một doanh nghiệp viễn thông bất kỳ, mức giá cước thuê bao tháng sau khi được hỗ trợ như sau.
giá cước thuê bao điện thoại cố định trả sau là 0 đồng trên tháng trên thuê bao. Khung giá thuê bao điện thoại di động trả sau từ 15.000 đồng trên tháng trên thuê bao đến 25.000 đồng trên tháng trên thuê bao. Đối với các trường học, trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng và đại học, bệnh viện chuyên khoa, đa khoa cấp huyện của tư nhân và ủy ban dân cấp xã khi sử dụng gói dịch vụ truy nhập Internet băng thông rộng cố định trả sau 4 MB, 12 MB, 32 MB, 45 MB theo quy định tại khoản 4 điều 12 thông tư số 09/2016 TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông của bất kể doanh nghiệp viễn thông nào thì được hưởng mức hỗ trợ từ viễn thông công ích theo quy định tại khoản 4 điều 12 thông tư số 09/2016 TT-BTTTT. Chỉ đạo công chức văn hóa xã thị trấn tăng cường công tác giám sát các doanh nghiệp viễn thông trong quá trình triển khai chương trình viễn thông công ích của các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý, đảm bảo việc tuân thủ đúng các quy định, mục tiêu của chính sách viễn thông công ích đề ra. Phát hiện ngăn chặn các trường hợp doanh nghiệp viễn thông lợi dụng chính sách viễn thông công ích để quảng cáo các chương trình khuyến mại của doanh nghiệp, báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân huyện qua phòng văn hóa và thông tin huyện để chấn chỉnh xử lý. Chủ tịch Ủy ban dân huyện yêu cầu Đài Truyền thanh Truyền hình huyện, các doanh nghiệp viễn thông, Ủy ban dân các xã thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung yêu cầu trên. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Thế Kỳ. Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng. Nó mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới người dân. Việc tham gia bảo hiểm y tế đối với người dân đang hết sức được quan tâm. Để việc người sử dụng có hiệu quả thẻ bảo hiểm y tế, đề nghị bà con lưu ý một số nội dung sau. 1. Khi đến khám, chữa bệnh, phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ, hoặc phải xuất trình thêm một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó. 2. Từ mùng 1 tháng 1 năm 2016, người có bảo hiểm y tế được quyền khám chữa bệnh tại tất cả các cơ sở y tế, quận, huyện trên địa bàn toàn quốc có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, trạm y tế, bệnh viện đa khoa, phòng khám, bệnh viện đa khoa khu vực, không cần giấy chuyển tuyến. 3. Trẻ em dưới 6 tuổi đến khám chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp không có thẻ bảo hiểm y tế phải xuất trình giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh. Nếu phải điều trị ngay sau khi sinh thì thủ trưởng cơ sở y tế và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán. 4. Trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám chữa bệnh phải xuất trình giấy hẹn của tổ chức bảo hiểm xã hội và một loại giấy tờ chứng minh nhân thân của người đó. 5. Một số trường hợp cần lưu ý. Trường hợp cấp cứu được khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở y tế nào và phải xuất trình các giấy tờ trên trước khi ra viện. Trường hợp chuyển tuyến khám chữa bệnh phải xuất trình các giấy tờ trên và giấy chuyển tuyến theo quy định của Bộ Y tế. Trường hợp khám lại theo giấy hẹn phải xuất trình các giấy tờ trên và giấy hẹn khám lại. Trường hợp đi công tác, làm việc lưu động, đi học tập trung, tạm trú thì được khám chữa bệnh tại cơ sở y tế cùng tuyến chuyên môn kỹ thuật ghi trên thẻ bảo hiểm y tế phải xuất trình giấy tờ trên và một trong các giấy tờ, giấy công tác, quyết định cử đi học, giấy tạm trú. Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể đến khám chữa bệnh phải xuất trình các giấy tờ trên, nếu chưa có thẻ bảo hiểm y tế vẫn được hưởng quyền lợi như thủ trưởng cơ sở y tế nơi lấy bộ phận cơ thể và người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán theo quy định. Trường hợp khám chữa bệnh nội trú tại cơ sở y tế có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và cơ sở y tế có trách nhiệm cung cấp cho người bệnh các chứng từ hợp lệ liên quan đến chi phí khám chữa bệnh để người bệnh thanh toán với tổ chức bảo hiểm xã hội, khám chữa bệnh ngoại trú không được thanh toán. Nhân ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam mùng 1 tháng 7 năm 2016, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện các thông điệp. Tham gia bảo hiểm y tế để chăm lo cho sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Thực hiện bảo hiểm y tế hộ gia đình để chăm lo sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình. Cùng tham gia bảo hiểm y tế là chia sẻ yêu thương, trách nhiệm, chăm lo sức khỏe cho các thành viên trong hộ gia đình.
thực hiện nghiêm luật bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bền vững. Sức khỏe cộng đồng gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân. Tham gia bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cả cộng đồng. Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Thanh Hóa tuyển sinh năm 2016 là trường đào tạo nghề công lập có 55 năm hình thành, xây dựng và phát triển. Đến nay, nhà trường đang đào tạo nghề ở 3 hệ, cao đẳng, trung cấp và sơ cấp nghề, với quy mô đào tạo 4.000 học sinh sinh viên. Đối tượng tuyển sinh là những người tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông theo hình thức xét tuyển bằng học bạ, cụ thể như sau. 1. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, nếu học trung học phổ thông và trung cấp nghề, thời gian đào tạo từ 3 đến 3,5 năm, được giảm 50% học phí, nhập học ngày 5 tháng 9 năm 2016. Nếu học trung cấp nghề, thời gian đào tạo từ 1 đến 2 năm, được miễn 100% học phí. 2. Học sinh hoàn thành chương trình trung học phổ thông chưa tốt nghiệp, học trung cấp nghề thời gian đào tạo từ 1 đến 2 năm. 3. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, học cao đẳng nghề, thời gian đào tạo từ 2,5 đến 3 năm, nhập học ngày 20 tháng 9 năm 2016, gồm các ngành nghề sau: điện công nghiệp, điện tử, điện lạnh, điện nước, công nghệ ô tô, xe máy, công nghệ hàn, cắt gọt kim loại, nguội chế tạo, lắp ráp, may và thiết kế thời trang, kế toán doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, công nghệ thông tin, lắp ráp máy tính, quản trị mạng. Học sinh sinh viên được ở nội trú miễn phí. Với phương châm học nghề để có việc làm và cuộc sống ổn định, hiện nhà trường đang có quan hệ cung cấp lao động cho gần 40 đơn vị trong và ngoài tỉnh. Học sinh sinh viên có cơ hội thuận lợi cho việc trải nghiệm thực tế trong quá trình học tập và được nhà trường giới thiệu việc làm miễn phí sau khi tốt nghiệp. Chi tiết xin liên hệ Trung tâm Tuyển sinh và Việc làm Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Thanh Hóa, số 64 đường Đình Hương, phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa, điện thoại 0373 960 182. Hiệu trưởng đã ký Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng. Bác ơi, cho em hỏi tí, nhà bác dùng tôn gì mà sáng đẹp thế? Tôn Đông Á đấy chú. Tôn Đông Á? Đúng vậy, sản phẩm của Tôn Đông Á đã xuất khẩu vào các thị trường Mỹ, Úc, Nhật, bền hơn so với tôn thông thường rất nhiều. Tôn Đông Á được thiết kế với 5 lớp đặc biệt nên có khả năng chống nhiệt và tản nhiệt rất cao, đem lại không khí thoáng mát cho cả ngôi nhà. Úi giời, thích quá bác ơi. Thôi, em về mua Tôn Đông Á ngay đây. Cảm ơn bác nhiều nhé. Tôn lạnh màu AZ100-150 của Tôn Đông Á bảo hành lên tới 20 năm. Kỷ niệm 20 năm thành lập tại Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Colgate Palmolive mang đến chương trình Học bổng Colgate, nụ cười thắp sáng ước mơ, với mong muốn mọi trẻ em Việt Nam đều xứng đáng nở nụ cười thật tươi khi có thêm cơ hội được học tập và nuôi dưỡng những ước mơ về tương lai tươi sáng của chính mình. Colgate sẽ cho tặng 250 suất học bổng trị giá 2 triệu 700 nghìn đồng một suất, tương đương 1 năm học phí, và 25 suất học bổng đặc biệt trị giá 13 triệu 500 nghìn đồng một suất, tương đương 5 năm học phí. Chương trình diễn ra từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến hết ngày 28 tháng 9 năm 2016, dành cho tất cả công dân Việt Nam. Đặc biệt, không bắt buộc phải mua sản phẩm Colgate để tham gia chương trình. Với cú pháp Colgate khoảng cách số chứng minh nhân dân gửi về tổng đài 8069 với chi phí tối đa là 1.000 đồng một tin nhắn, bạn đã có cơ hội trúng những suất học bổng thật ý nghĩa cho tương lai của con em chúng ta. Truy cập trang web www.colgate.com.vn để biết thêm chi tiết. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Alo, mẹ ơi, cuối tuần con về nhà này, con có mua mấy hộp Vị An Gửi Farm để ba uống đấy. Hôm bữa bệnh viêm dạ dày của ba tái phát nhưng con lo quá. Con nghe nói Vị An Gửi Farm giúp nhanh lành vết viêm ở dạ dày và giảm nhanh các triệu chứng ợ chua, ợ nóng, đầy bụng và khó tiêu nữa, nên mua về cho ba uống xem sao. Hôm bữa con bị đau dạ dày, uống đến nay khỏe rồi mẹ ạ, lại ăn uống ngon miệng nữa. Con cũng biết Vị An Gửi Farm nữa hả? Từ hôm bệnh viêm dạ dày của ba tái phát là mẹ mua để sẵn. Mẹ để ba uống xong, đợt thuốc hôm trước đi khám đã. Mấy nhà thuốc gần nhà mình cũng có bán Vị An Gửi Farm rồi. Vị An Gửi Farm có thể dùng kết hợp với liệu trình Tây y cho người bị viêm dạ dày đấy, hiệu quả tốt hơn gấp đôi mẹ ạ. Vị An Gửi Farm đã được các bác sĩ nghiên cứu trên bệnh nhân viêm dạ dày rồi, hiệu quả tốt lắm, giảm viêm, giảm trào ngược, giảm ợ chua, ợ nóng luôn. Con mua về để sẵn trong nhà phòng ngừa trước, để bụng khó tiêu lấy ra uống liền, chứ đừng để đến lúc đau nặng mới uống mẹ nhé. Vị An Gửi Farm giảm nhanh ợ chua, không lo trào ngược, dùng kết hợp với liệu trình Tây y giúp tăng gấp đôi hiệu quả, nhanh lành vết viêm dạ dày. Điện thoại tư vấn
0977865088. Thông báo, công ty xe máy điện Hakita và HKBuy thông báo, để động viên các em học sinh trước khi bước vào năm học mới 2016-2017, hiện nay công ty đang triển khai chương trình ưu đãi đối với học sinh sinh năm 2001 hoặc các em thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi mua xe máy điện sẽ được công ty giảm giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng nếu có một hoặc cả hai chính sách trên. Lưu ý, khi các bậc phụ huynh đưa con em đi mua xe cần mang theo sổ hộ khẩu và giấy xác nhận hộ nghèo. Thời gian ưu đãi từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 6 tháng 10 năm 2016. Thông tin chi tiết xin liên hệ đại lý phân phối số 1 huyện Tĩnh Gia tại công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Kim Anh, quốc lộ 1A, gần cổng bệnh viện đa khoa khu vực Tĩnh Gia, thôn Xuân Hòa, xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia. Điện thoại 0373 970 918. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Thông báo tuyển nhân viên. Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và đầu tư Kim Anh thông báo tuyển nhân viên như sau. 1. Nhân viên bán hàng xe máy 3 người. 2. Nhân viên kế toán 2 người. 3. Thợ sửa chữa xe máy, xe đạp điện 2 người. 4. Tạp vụ 1 người. Yêu cầu: nhân viên kế toán tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, thợ sửa chữa xe máy, xe đạp điện có tay nghề và kinh nghiệm từ 2 năm trở lên, lương theo thỏa thuận. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ ông Nguyễn Đăng Kim, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và đầu tư Kim Anh, thôn Xuân Hòa, xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia. Điện thoại 0912 690 686. Chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia được phát trên sóng FM tần số 96MHz đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Văn Tuấn, phát thanh viên Huyền Diệu, Hà Phương, Tuyết Minh, kỹ thuật sản xuất chương trình Hoàng Thanh, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Văn Tú, Trung Luyến. Chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia được truyền tải trên mạng Internet tại địa chỉ truy cập tinhgia.vn và truyền hình tinhgia.com. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.